Muốn giàu có và hạnh phúc, hãy buông bỏ 6 điều này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, bạn phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình và đấu tranh liên tục để đạt được giá trị đó. Tuy nhiên, đường đời không phải lúc nào cũng trơn láng. Đối với một số điều thực tế không thể thay đổi, không thể đảo ngược được, buông tay là sự lựa chọn tốt nhất. Khi thực sự giải phóng được bản thân khỏi những trở ngại đó, bạn mới có thể phát huy hết năng lực, bắt tay vào xây dựng những bậc thang đi tới thành công. Không ngừng phàn nàn về số phận là bi kịch của những người sống mãi trong sự thấp kém. Chỉ khi giải phóng bản thân khỏi 6 hòn đá tảng sau đây, bạn mới có thể đổi đời. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Đầu tiên, buông bỏ áp lực và rắc rối. Cuộc sống luôn có những điều không như ý muốn. Bạn có thể gặp rắc rối với mọi thứ mỗi ngày. Tuy nhiên, lo lắng, đau khổ hay phiền não không phải là cách tốt để giải quyết chúng. Cho dù mọi thứ tồi tệ đến mức nào, sẽ luôn có giải pháp dành cho bạn. Chỉ khi kiểm soát được suy nghĩ của mình, bạn mới có thể tránh được tổn thất và thiệt hại. Đương nhiên, một số vấn đề sẽ thật phiền phức và khiến bạn lo lắng. Tuy nhiên, một chút áp lực cũng hữu ích, giúp bạn biến thành động lực khiến bạn đạt được mục tiêu. Trái tim con người giống như một chiếc cốc. Nước trong cốc giống như những băn khoăn, phiền muộn trong trái tim con người. Nếu có quá nhiều nước, nó sẽ tràn ra. Vì vậy, việc giữ một chiếc cốc tâm trí trống rỗng có thể khiến cuộc sống có nhiều tiếng cười hơn. Bạn có thể buông bỏ những rắc rối của ngày hôm qua để giữ lấy hạnh phúc ngày hôm nay. Hôm qua đã qua và ngày mai sẽ tiếp tục. Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều rắc rối tại thời điểm này là tầm thường. Nhìn cuộc sống với thái độ giải phóng có thể giúp bạn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn và có thể tránh ảnh hưởng từ sự lo lắng và sợ hãi đến quyết định của bạn. Với một người đang mỏi mệt vì áp lực cuộc sống, đó là một bước đi khôn ngoan để tâm trí được thanh lọc và trở nên sáng suốt hơn. Điều thứ hai, buông bỏ sự lười biếng. Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là bạn có thể cảm thấy sự lười biếng của mình và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống, nhưng đến chết mà vẫn không thay đổi. Bạn có một kế hoạch tuyệt vời, nhưng vì trì trệ, không có hành động nào, người khác đã thực hiện trước và thành công mất rồi. Trong khi ghen tị với người khác, bạn phải sẵn sàng điều chỉnh và thay đổi, bởi sự lười biếng sẽ biến tất cả các kế hoạch xuất sắc của bạn thành một trong những chuyện sáo rỗng. Hãy từ bỏ sự lười biếng và trì hoãn, hoặc đến một ngày, bạn sẽ tự chôn vùi tất cả hạnh phúc và tương lai của mình. Điều thứ ba, buông bỏ sự thấp kém và tự ti. Một người tự ti thường đánh giá thấp ngoại hình, khả năng và phẩm chất của bản thân. Anh ta luôn so sánh những điểm mạnh của người khác với những thiếu sót của bản thân và cho rằng bản thân không tốt như người khác và dần trở nên thất vọng và bi quan. Nhưng nhân vô thập toàn, mọi người trên đời này đều không hoàn hảo. Ai cũng có nhược điểm và ưu điểm riêng của mình. Điều bạn cần làm không phải là tập trung vào những thiếu sót của bản thân, mà là tối đa hóa điểm mạnh của mình. Nếu không, sự tự ti sẽ giết chết tinh thần chiến đấu, làm mất niềm tin, khiến bạn tự nghi ngờ, tự phủ nhận và cuối cùng kết thúc với sự tự chôn vùi bản thân, rơi vào vực thẳm bi quan mà không thể cứu vãn. Chỉ bằng cách buông bỏ sự tự ti và cảm giác thấp kém, bạn mới có thể đi ra ngoài để tìm vị trí của mình. Và buông bỏ sự thấp kém cũng giống như chút bỏ một gánh nặng vô nghĩa để đối mặt với chính mình vậy. Bất kể khi nào và ở đâu, nếu trở nên tự tin hơn, bạn sẽ có cơ hội có một tương lai tươi sáng và một cuộc sống tốt hơn. Điều thứ tư,
đặt xuống cảm xúc tiêu cực. Trên thế giới này, không có tình trạng tuyệt vọng thực sự, chỉ có một trái tim mang những cảm xúc tiêu cực về tâm lý và đời sống, tạo nên một hiệu ứng thôi miên mạnh mẽ. Nó khiến mọi người rơi vào sự thất vọng và tâm trạng chán nản lâu dài. Bằng cách đặt cảm giác tiêu cực xuống, tạm biệt mọi tâm trạng của ngày hôm qua, bạn sẽ có năng lượng và khả năng tập trung suy nghĩ để ứng phó với những thử thách thậm chí có thể dữ dội vào ngày mai. Chỉ khi mạnh mẽ lạc quan, bạn mới có khả năng để mặt trời chiếu vào thế giới và căn phòng tâm hồn của chính mình, xua tan nỗi sợ hãi, xua tan bóng tối, xua tan mọi khói mù và để bản thân kiểm soát mỗi ngày trong cuộc sống tương lai. Điều thứ 5, buông bỏ những lời phàn nàn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự cạnh tranh quyết liệt là đặc điểm nổi bật. Bởi vậy, đặt ra tiêu chuẩn đạo đức của việc phàn nàn không phải là một cách để tự thôi miên bản thân rằng cuộc sống thật bất công, mà bởi vì việc khiếu nại không có giá trị thực tế nào cả. Tỷ phú Bill Gates từng nói, thay vì phàn nàn về số phận, tốt hơn là hãy thay đổi nó. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như bạn từ bỏ những lời phàn nàn và sự cáu kỉnh. Thay vào đó, hãy dành thời gian điều chỉnh bản thân và cố gắng để đạt đến một cấp độ mới. Một người thực sự thông minh phải hiểu và không ngừng thích nghi với môi trường mới. Nếu bạn không tiến bộ, thì bạn phải hiểu các quy tắc. Nếu luôn luôn phàn nàn, bạn sẽ không thể làm nên chuyện gì và cuối cùng bạn sẽ bị loại bỏ. Điều thứ 6, từ bỏ sự do dự. Bạn đã bao giờ do dự khi lựa chọn nghề nghiệp và cuối cùng bị giành mất cơ hội? Hay đã từng ngập ngừng và do dự trước mặt người mà bạn yêu thích, rồi kết quả là người đó trở thành vợ hoặc chồng của người khác? Cuộc sống không thể do dự. Thận trọng là một điều tốt, nhưng do dự quá mức sẽ trở thành trở ngại cho thành công. Đừng thiếu quyết đoán trong việc xác định mọi thứ. Khi xác định được hướng đi của mình, điều bạn cần làm chỉ là tiến về phía trước. Cơ hội giống như sét, nó chỉ đến trong chớp nhoáng. Chỉ người quyết đoán mới có thể nắm bắt được nó và đạt được thành quả xứng đáng. Quý vị thân mến, cuộc sống như nắm cát trong tay, càng nắm chặt càng dễ trôi. Khum tay nâng niu mới giữ được cát. Học cách chấp nhận nghịch cảnh mới thấy nhẹ lòng. Hầu hết chúng ta đều là những kẻ ưa kiểm soát đến mức điên cuồng. Sống trong một thế giới mà chúng ta chẳng thể kiểm soát bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Chúng ta không ngừng cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của môi trường xung quanh, để nó đáp ứng nhu cầu của mình. Chúng ta dễ dàng nổi giận khi mọi thứ không được như ý. Chúng ta luôn mơ tưởng về những thứ không có thực, về cách mà mọi thứ nhẽ ra phải vận hành. Và khi ảo mộng đó không được thỏa mãn, chúng ta bỗng dưng bị sốc. Vậy giải pháp ở đây là gì? Làm sao chúng ta có thể ngăn sự bực tức xuất hiện và quấy rầy tâm trí ta mỗi khi thế giới không hoạt động theo cách ta mong muốn? Tôi biết bạn đang nghĩ gì, rằng chúng ta nên kiềm chế cơn cuồng kiểm soát của mình. Ở một khía cạnh nào đó, điều đó đúng. Nhưng còn nhiều thứ phải xem xét hơn thế. Chúng ta cần điều chỉnh hướng đi của dòng năng lượng kiểm soát đó. Chúng ta chẳng thể nào kiểm soát được thế giới bên ngoài. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát những yếu tố nội tâm của mình. Thế nhưng, đa phần chúng ta đều không chú ý tới điều đó. Chúng chính là sự thấu hiểu, quyết định và hành động. Đúng vậy, đó là những gì bạn có thể kiểm soát. Đó là những gì bạn phải chịu trách nhiệm. Hãy nói tôi nghe, lần cuối cùng bạn cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình là khi nào? Lần cuối cùng bạn giận dữ vì hành động mình đã làm thay vì kết quả mà nó mang lại là khi nào? Tôi đã phí rất nhiều thời gian lo lắng và căng thẳng về những thứ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi dành hàng giờ để đấu tranh, cố gắng điều khiển chúng như ý mình, hoặc phàn nàn khi mọi thứ không như ý. Chúng chẳng bao giờ khiến tôi nhẹ lòng hay thỏa mãn. Chỉ khi học được cách buông bỏ mọi thứ,
tôi mới cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn, dù rằng có nhiều điều vẫn chẳng như ý tôi. Cũng giống như cát càng nắm chặt càng dễ trôi, chỉ có khuôn tay nâng niu mới giữ được. Mỗi khi bị hủy tàu, hỏng xe, trời mưa vào ngày đi chơi biển, hay bất cứ khi nào cuộc đời ném chanh vào người, tôi lại làm theo ba bước đơn giản để cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Đầu tiên, đó là chấp nhận. Khi nhận được chuyến tàu của mình bị hủy, tôi đã phải mất một lúc để xác định cái gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, cái gì không. Việc chuyến tàu bị hủy và sẽ không có chuyến khác trong vòng một tiếng nữa không phải là thứ tôi có thể kiểm soát. Nhưng tôi có thể điều khiển cách mình đối mặt với vấn đề này. Mỗi khi đương đầu với một thử thách không thể thay đổi, chúng ta có hai lựa chọn: chấp nhận hoặc phàn nàn về nó. Chắc chắn là phàn nàn không phải giải pháp khiến bạn hạnh phúc hơn. Vậy hãy học cách chấp nhận. Có bực tức, phàn nàn hay giận dữ, bạn cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thứ hai, đi tìm bình yên. Nếu đã chấp nhận, bước tiếp theo bạn phải tìm thấy được bình yên trong quyết định của mình. Tôi tin rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Có lẽ tôi không nên có mặt trên chuyến tàu lúc 9 giờ 57 phút. Tôi không biết tại sao, và tôi cũng sẽ không bao giờ biết. Có thể tôi sẽ gặp tai nạn nếu đi đường đó. Có thể đây là niềm cảm hứng để tôi chia sẻ trải nghiệm này với các bạn. Có thể đây là cơ hội để tôi rèn tính kiên nhẫn. Dù vậy, lý do không phải điều quan trọng. Bạn có thể mất vài năm mới biết, hoặc không bao giờ. Thế nhưng mọi thứ luôn xảy ra vì một lý do nào đó. Hãy đi tìm bình yên cho bản thân bằng cách nhắc nhở chính mình rằng nếu mọi thứ có thể khác đi, nó đã khác rồi. Và điều thứ ba, biết ơn. Chuyến tàu của tôi bị hủy, nhưng tôi vẫn có tiền để mua snack trong lúc đợi chờ. Và tôi lại càng có thêm nhiều thời gian đọc sách. Tôi vẫn đang thở và khỏe mạnh, thế là đủ rồi. Khi chúng ta chú ý vào một thứ gì đó, nó sẽ lớn thêm. Nếu quá tập trung vào trở ngại ngáng đường mình, chúng ta sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng để bạn biết ơn sẽ giúp bạn cảm thấy những khó khăn ngoài kia thật ra chẳng là gì. Cuộc đời chắc chắn sẽ luôn tươi đẹp nếu mọi thứ diễn ra như chúng ta mong muốn. Khi chúng ta đến nhà ga lúc 9 giờ 59 phút và vẫn thấy tàu đang chờ mình, nhưng những khoảnh khắc như thế rất hiếm khi xảy ra. Nếu chúng ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn yêu đời trong những giây phút hoàn hảo như trên, cuộc đời ta sẽ chẳng có gì ngoài sự bực tức và khổ đau. Vì thế, nếu lần tới bạn trễ tàu, thay vì ngồi khóc và chửi rủa người bán vé, hãy học cách chấp nhận, tìm kiếm bình yên và biết ơn. Bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều.